Mới đây, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với hệ thống siêu thị Coopmart Hà Nội và siêu thị Big C. Đây là một trong những hoạt động của Bộ Công Thương nhằm kiểm tra khả năng cung ứng và dự trữ vận chuyển hàng hóa, nhất là những hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, những ca nhiễm ngoài cộng đồng vừa qua đã cho thấy tính chất phức tạp của dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, cần thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch, không được chủ quan, cần tăng cường các biện pháp đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân, đồng thời làm tốt việc phòng chống dịch bệnh. Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao hệ thống Sài Gòn Coop và siêu thị Big C đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công Thương, chuẩn bị nguồn cung đầy đủ, nhất là các mặt hàng thiết yếu và chủ động, sáng tạo trong phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó vẫn cần kết hợp các hoạt động hưởng ứng khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam, hưởng ứng chương trình nhận diện hàng Việt Nam, tự hào hàng Việt Nam năm 2020.